Để tham gia thử thách trong đêm livestream tối nay, anh em hãy mở ứng dụng nhà thầu 5 sao lên và vào phần thử thách. Bấm vào demo thử thách trải nghiệm 5 sao. Bấm tham gia. Anh em sẽ gửi hình công trình có sử dụng sản phẩm Vĩnh Tường bất kỳ lên ứng dụng 5 sao. Nhập tên cửa hàng. Anh em có thể nhập tên cửa hàng anh em lấy hàng. Tên công trình. Địa chỉ công trình. Lưu ý, địa chỉ công trình chúng ta phải cập nhật đầy đủ tỉnh, thành phố, huyện, quận và ảnh công trình. Sau đó gửi hình ảnh hóa đơn. Bấm xác nhận. Sau khi bấm xác nhận, chúng ta sẽ nhận được thông báo gửi thành công. Như vậy là anh em đã tham gia thành công vào thử thách của buổi livestream này để nhận quà từ buổi livestream rồi ạ.